Xin chào các bạn. Hôm nay mình ăn thịt ngán rồi. Hôm nay mình ăn khô cá chạch. Khô này của Tâm bạn mình á, trên An Giang á, phơi giùm. Nó mua nó phơi giùm. Con nó hơi nhỏ. Giờ chuẩn bị nấu cơm chiều ăn nha các bạn. Nấu cơm xong cái mình nướng cá chạch. Nướng khô cá chạch. Chờ cho nó nở chút xíu mình đi chắc nước cơm. Dở ra luôn để nó trào lên nữa. Vậy. Cho chắc nước được rồi đấy em ơi. Cháy quá. Nó có quay giùm mình á, vài cái đoạn video đó mình sẽ chèn vô cho các bạn xem chơi ha. Nó nói chuyện mắc cười lắm. Cá này nó muối hơi mặn mặn, mình nó sợ muối lạc quá nó phơi không có nắng nó hư. Cái này ăn cơm nguội ngon lắm. Cá đang cá sống nó nhảy cạch cạch luôn nha sư phụ. Nhảy đó, thấy không, nó nhảy liên tục luôn, đang ngâm muối bữa nữa bởi nó nhảy quá nhảy luôn. Tôi mua cá sống cho sư phụ luôn, tổng cộng 6 ký cá cạch. Hai chồng sáng sớm 5 giờ đi mua rồi đó. Còn xào muối và bột ngọt vô nha. Rất là cá cạch hồi nãy là còn sống. Bây giờ mình nãy rửa mình xong mình rửa một lớp muối rồi. Rửa cho sạch nhớt xong rồi mình xả xong rồi mình sẽ ướp muối lại lần nữa, nhưng mà ướp muối cục và bột ngọt ướp đều lên rồi xong sẽ mua 2 phanh gia trì, cái về mình xỏ cái nữa là phơi nắng nha, mưa là ăn luôn. Đây là xỏ tới công đoạn xỏ cá chạch nha. Xỏ cá chạch này xỏ hết 6 ký mấy này chắc tầm khoảng 3 tiếng quá. Xỏ vô dây chì. Mua dây chì bên đây nữa nè. Mấy 4 phanh. Rồi, đây. Rồi vuốt xuống. Rồi xỏ tiếp. Rồi được rồi. Trơn trơn khó xỏ lắm nha. Phơi cực khổ thế này đây. 4 ngày rồi, ngày hôm nay nữa thêm một ngày nữa mấy nay mới khô. Vì lý do trời mưa. Bây giờ tới công đoạn khô, mình đã khô xong, mình tước khô nha. Mình tước khô.
tưới khô cũng chẳng ai. Rồi đây mình sẽ bỏ qua đây đó, số lượng đã mới 3 con à, mà ở đây thì cái số lượng thì quay đây số lượng thì quá nhiều, cả ngàn con à. Ba đang hấp nướng. Thấy công đoạn là làm là thấy cực khổ bà con, mà không là 4 ngày đó mới khô nè. Vì là trời mưa, nắng có mưa, nắng là chỉ sáng là nắng tới chừng 10 giờ 1 giờ xong, còn nhiêu là mưa, mưa tới chiều luôn, mưa tới tối luôn. Mưa là ở chuồng tắm xong đó, ở chuồng tắm mưa với lộn, mưa là ở chuồng tắm mới xong mới kỳ. Đây thấy không, bây giờ là nhiệm vụ đã xong, khô đã bứt ra từng con như vậy. Đấy, 6 ký cà phê cá chạch tươi phê còn lại bao nhiêu đây không biết bao nhiêu, chút xíu mình sẽ căng, mình sẽ nói luôn là để coi. Đóng gói lại rồi, chút xíu mình sẽ căng, mình phải bỏ giấy báo nha các bạn, bỏ giấy báo rồi xong rồi đóng gói lại, mình sẽ bỏ vô cái lạnh là để dành ăn hoài luôn, ăn cái tết luôn. Cá này nhỏ cho nên mình nướng rất là mau chín, vàng quá ăn nó giòn nó thịt, nướng quá là ăn nó khô gan à. Cá này đúng lý ra là mình phơi khô khoảng chừng hơn nắng là khoảng nắng rưỡi là ăn nó ngon. Mà anh phơi đó anh ăn liền. Còn mình phơi mình để lâu rồi mình phơi hơi khô, cái này mình nhờ nó phơi hơi khô à. Cái này nó mua bao nhiêu quên. 70.000. Mắm tép của chị Hai cho mà. Đố các bạn mình đang ở đâu? Mình đang ở trên nóc nhà. Sướng không? Sao con lên được? Ở trên đây thì nó dơ lắm, không được sạch. Đây là cái mận này các bạn. À, trên đây sướng lắm, mấy đứa nhỏ thấy mình trèo lên là nó phái rồi đó, thấy không, bẻ ăn luôn khỏi cần rửa. Sao ấm được con? Con ăn khô cá chạch ngon quá. Không ngàm ăn thịt không ngán. Khô mặn mặn ăn cơm ngon quá.
Ở đây mình ăn đậu lòng, đậu gồng lựa không nha các bạn. Có mận nữa kìa. Mận này nó chưa chín. Ôi, hai đứa còn nhỏ quá lên té rồi sao? Hai đứa nhỏ phái lên quá trời luôn. Khô cá chạch ngon quá các bạn. Té. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Thì mình leo lên đó ăn thì nói chung mà đồ ăn thì nó cũng vậy thôi, nhưng mà nó có một cái cảm giác rất là đặc biệt. Nó làm nhớ lại những cái hồi lúc nhỏ á. Lúc nhỏ thì những đứa nhỏ thì ai cũng thích leo trèo ha. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo nha.